Diệu Hảo mất ngày 27 tháng 1 năm 2021, hương thọ 88 tuổi. Vì hướng linh khi siêu hướng linh hình thì mười pháp danh viên ấn hương thọ 79 tuổi. Khi siêu cùng về hướng linh Tôn Đức Ni cùng chàng Phật tử niệm Phật cầu gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã trôi qua và giờ đây chúng con xin thành kính trân trọng giới thiệu đến quý Phật tử sự hiện diện của Ni Sư Chúc Vân, trụ trì Giác Tâm Thiền Tự. Và sự hiện diện của Sư Cô An Tịnh. Và sự hiện diện của Sư Cô Phước Quang. Và có sự hiện diện rất là quý báu và rất là dễ thương của các Điều Thánh Như là đệ tử của Ni Sư Chúc Vân. Xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị Phật tử đã có mặt ngày hôm nay, quý vị Phật tử chùa Đức Phước, quý vị Phật tử chùa Giác Tâm và chư Phật tử ở quanh vùng nơi đây đã có mặt đến với chùa Đức Phước dự lễ Vu Lan hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào đón nhau. Năm nay chùa Đức Phước đã tổ chức rất là sớm mùa Vu Lan, tại vì cô có những cái duyên sự cần phải đi, không có mặt ở đây, ở Mỹ, cho nên cô phải tổ chức sớm để cúng dường lên mười phương chư Phật và cúng dường lên chư vị hương linh, chư vị cụ huyền thất tổ. Cho nên có thể vì như vậy mà còn sớm quá, quý vị chưa có một mùa Vu Lan, hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên có thể là những vị kia đang bận không có mặt ở đây, cho nên đạo tràng chúng ta hôm nay cũng hơi vắng. Cô xin được chia sẻ đến quý vị nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Chúng ta thường tụng trong những bài kinh, trong bài kinh Vu Lan mà Đức Phật dạy Vu Lan báo hiếu, đó là Ngài Mục Kiền Liên là một người đệ tử rất là có sự tu tập và chứng được thần thông. Nhưng mà khi mà Ngài chứng thần thông, Ngài quán thấy mẹ của mình đã trôi dạt và đọa trong ba đường ác đạo địa ngục, cho nên Ngài rất là đau khổ buồn mà Ngài muốn cứu độ mẹ, không thể nào cứu được, một mình Ngài có thể cứu. Thì Ngài mới bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy rằng nhờ cái thần lực 3 tháng tu tập của chúng tăng mà năng lực đó có thể cứu độ buồn mẹ và tất cả những hương linh, tất cả những người đã bị đọa trong ba đường ác đạo. Thì qua cái sự cúng dường thanh tịnh cho một hội chúng như vậy, là những Phật tử thấy như thế mà phát tâm cúng dường, chúng ta gieo những cái duyên lành. Chúng ta có những Phật tử mình đến chùa, mình cúng dường bằng những cái phẩm tài, tình tài, phẩm vật của mình. Có những Phật tử đến chùa cúng dường những cái công sức, công quả của mình. Đó là một cái sự cúng dường mà chú quý vị cúng dường hết một cái lòng thanh tịnh, thì quý vị cũng có công đức rất là to lớn. Ý nghĩa của lễ Vu Lan không chỉ là để tưởng nhớ tổ tiên thờ cúng cho những vong hồn lang thang cơ nhỡ, mà còn nhắc nhở mọi người phải biết tôn trọng những gì mình đang có, cha mẹ và gia đình. Một kỳ lễ sáng ngời
đường trắng hay hồng đều ý nghĩa. Chỉ đường nồng thương sắc thể từ bi, cha mẹ còn hay cha mẹ mất đi, xin giữ mãi người ơi, xin giữ mãi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, từ lâu hình ảnh hoa hồng không chỉ là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, mà nó còn là biểu tượng để nói lên tình yêu cao quý của những người con đối với cha mẹ. Xin mời các Phật tử dâng những đóa hoa hồng lên cho chư vị chư tôn đức cùng chư vị Phật tử có mặt trong mùa Vu Lan báo hiếu hôm nay. Những đóa hoa hồng được dâng lên cung kính cúng dường chư tôn đức và gửi đến quý vị Phật tử. Ôi hạnh phúc thay cho những ai còn mẹ đã được cài lên ngực những đóa hoa hồng đỏ thắm, sắc dịu thiêng liêng cao cả, tượng trưng cho niềm hạnh phúc vô biên. Và bất hạnh thay cho những người cài lên ngực đóa hoa hồng trắng để tưởng nhớ đến hai đấng sanh thành đã quá vãng, và nguyện cầu cho cha mẹ, ông bà, cửu huyền, thất tổ được siêu sanh miền tình cảnh. Xin quý vị hãy dâng hoa cúng dường. Đi trang trái vạn con đường khắp pháp giới, không còn nơi tâm tôi ngưỡng nguyện Phật Bồ Tát hộ trì âm dương hai cảnh người còn khỏe mạnh. Vừa rồi là lễ chính thức Vu Lan báo hiếu. Chúng con thành kính tri ân chư tôn đức và quý Phật tử đã bỏ thời gian trở về chùa Đức Phước để làm lễ Vu Lan. Xin cảm ơn tất cả những ban ẩm thực và các ban trang trí và tất cả quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một mùa Vu Lan thật là ấm cúng và thật là bình an và thật là tròn hiếu đạo. Và chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức chụp với chúng con một cái mô hình cái bánh hôm nay, cái bánh mừng lễ Vu Lan rất là đặc biệt. Phật tử con của cô Nguyên Trì đã làm, đích thân làm và cúng dường bánh dâng lên mùa Vu Lan báo hiếu. Những cái đó hoa hồng rất là tươi thắm với một dòng chữ là kính mừng Vu Lan.